trái tim ánh đạo vàng. Đó là nội dung ca cầm cải lương tung canh nắng trên trời do tác giả Lê Hoài Thanh và Lâm Phương phóng tác theo thơ Thích Chân Phương, qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Hữu Thọ, Phương Hồng Điệp, Lâm Phương và Kim Liên, dàn nhạc phụ Văn Tám và Hà Tiến. Yeah.
nào ta không thương. Bệ hạ, thôi hầu hãy vào an nghỉ, trẫm sẽ cho quân đi tìm và tiểu thái tử vào cung ngay lập tức. Để chi vậy chúa thượng? Để truyền ngôi báo. Nghệ sĩ Lâm Phương, Gilipco, Giang Tất Đạt Đa Thái Tử. Thái tử hồi cung. Thái tử đã về cung rồi. Dạ, chuẩn bị yến tiệc đi nha. Dạ, tiếp mừng thái tử hồi cung. Thái tử ơi, và đây, và đây là chén trà xâm thi, biết xin mời chàng cô. Chàng quả là nó có lòng tự nghi với loài vật. Trước đây là một con thiên nga bị trọng thương, giờ là con chim lạc mẹ bé nhỏ. Phải, một con chim lạc mẹ bơ vơ. Ta đem về chăm sóc, ôi thật là đang sống. Thank you.
nàng đã vì ta mà lo lắng, nhưng tình nàng không nổi ta. Ôi điện ngọc ngai vàng chỉ là địa chỉ không, làm sao sánh bằng chữ tâm chữ đạo. Nhan sắc có rồi sẽ dần tàn. Ngoài mà ở lại với tình cha mẹ
lấy tình yêu vĩnh cửu.